Tường thuật lại phát thưởng nhân quyền Heinz Pagel năm 2004 của Hàn Lâm Viện Khoa học Nữ Ước trao tặng bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ Hai 13 tháng 9 vừa qua, trong dịp đại hội thường niên của Hàn Lâm Viện Khoa học Nữ Ước, một buổi lễ trang nghiêm và long trọng trao giải thưởng nhân quyền Heinz Pagel cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế tại đại sảnh của Hàn Lâm Viện, với hình của bác sĩ Quế được phóng to, đặt trước hội trường và trước sự hiện diện của 150 vị Hàn Lâm. Ghi nhận có đại diện của các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Nhân quyền Robert F. Kennedy và Tổ chức Liên hiệp Quốc gia cấp tiến ở Âu Châu. Về phía Việt Nam, có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia của Nữ Ước, một số đoàn viên của tổ chức yểm trợ cao trào nhân bản và gia đình bác sĩ Quế. Về phía truyền thông báo chí, có sự hiện diện của tờ Medical News Today, ban báo chí và nhiếp ảnh của Hàn Lâm Viện, cũng như sự có mặt của Vietnamese American TV, đài truyền hình Việt Nam tại Nữ Ước và một số phóng viên báo chí Việt Nam. Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hàn Lâm Viện, nhà bác học Quizo, khôi nguyên giải Nobel về y khoa năm 1985, đã lên tiếng chào mừng quan khách. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến sự vui mừng của Hàn Lâm Viện được tiếp đón gia đình của bác sĩ Quế. Tiếp theo, nhà bác học Quizo đã lần lượt giới thiệu các thành viên của Hội đồng Quản trị, các vị chức sắc trong Viện Hàn Lâm như hội viên danh dự và hội viên danh dự suốt đời. Sau đó, nhà bác học Wizo cho biết Hàn Lâm Viện Khoa học Nữ Ước không những chỉ chú trọng đến vấn đề học hỏi, tìm tòi và sáng chế những phát minh khoa học mà Hàn Lâm Viện còn chú trọng đến vấn đề phục vụ nhân sinh, nâng cao đời sống và giá trị con người. Ông nói tiếp, để khuyến khích và tuyên dương những công trình đóng góp của các khoa học gia trong lĩnh vực này. Kể từ năm 1978, Hàn Lâm Viện đã thành lập một giải thưởng nhân quyền mang tên vị chủ tịch quá cố của Hàn Lâm Viện là nhà bác học Heinz Pagel, và người đầu tiên được cấp giải thưởng cao quý này là nhà bác học Andrei Sakharov, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình của Nga. Năm nay, nhà bác học Quizo rất vui mừng được thấy bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một bác sĩ y khoa đã cống hiến suốt đời mình cho phúc lợi của người dân Việt Nam và đã kiên trì tranh đấu bất bạo động để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, được Ủy ban tuyển chọn đề nghị và đã được Hội đồng Quản trị chấp thuận với đa số tuyệt đối để nhận giải thưởng nhân quyền Heinz Pagel cho các khoa học gia năm nay. Surprised that the government of Vietnam has been so harsh in the treatment of Dr. K, who is a very good man. He is a doctor, started out helping the poor, trying to build a hospital, and he then have been trying to argue for that there should be more freedom of speech and defense of human rights, that we should have the right to travel freely and speak freely, and the government has not appreciated his action, and he has now spent at various periods 25 years in prison, and this is very hard for us in Europe and in the United States to understand why the government has been so harsh in their treatment of this man, who is a hero in many ways, standing for the principle of the right of humans. Là dạ thưa quý thính giả, là cái việc mà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế ở tù trước đây hơn 20 năm ở trong nước, tất cả trên thế giới, nhất là người Việt tại hải ngoại đều biết đến. Ông đúng, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đúng là một nhà cách mạng đặc biệt. Tại vì suốt hơn 20 năm bị tù đầy, Cộng sản đã triệt hạ bác sĩ Quế. Sau khi ra tù, đương nhiên là bác sĩ Quế được những cái ưu tiên ra ngoại quốc, nhưng mà bác sĩ Quế vẫn không chịu đi ra ngoài để mà hưởng thụ đời sống tự do.
ông vẫn ở lại tranh đấu cho đến cùng, đến giờ này. Vừa rồi như anh Chuyển nói là ông đòi tự do cho vấn đề báo chí, thế mà vẫn bị Cộng sản kết án là 30 tháng tù. Thì theo cái tôi thích nghĩ rằng một đất nước Việt Nam chúng ta có một người như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là một, đúng là một nhà cách mạng. Ông đã hy sinh cả suốt cả một cuộc đời, từ lúc đã ở tù suốt hơn 20 năm cho đến bây giờ vẫn tù, bị tù đầy, và lúc nào cũng bị Cộng sản kềm kẹp và luôn luôn là cũng như là một cái gọng kềm mà Cộng sản lúc nào cũng chú ý đến, không có để cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế có một cái gì mà tự do để theo dõi bất cứ một cái điều kiện nào ở hải ngoại cả. Vì lẽ đó mà cái vấn đề mà hôm nay bác sĩ Nguyễn Đăng Quế được do Hàn Lâm Viện Khoa học trao cái giải thưởng về nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng sự hiện diện hôm nay có tất cả những cái nhân vật nổi tiếng đến đây để tham dự, thì không phải chỉ những là gia đình của bác sĩ Quế là do ông bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là anh ruột của bác sĩ Quế đứng ra nhận lãnh, nhưng mà tôi thấy rằng cả cái cộng đồng người Việt từ ở hải ngoại cho đến trong nước trên hơn 70 triệu đồng bào đều hãnh diện rằng có một người Việt Nam mà cả thế giới ngưỡng mộ và thán phục, để rồi có là một cái tiêu biểu cho một cái nhà đấu tranh về tự do, tôn giáo, nhân quyền và báo chí, cho đất nước Việt Nam được sớm tự do, hạnh phúc, cho mọi người dân được hạnh phúc và no ấm. Thưa tôi rất cảm động, và tôi thấy rằng là khi mà nghe các cái nhân vật của Hàn Lâm Viện Khoa học Níu Ước, như là nhà bác học Thorsten Wieso là chủ tịch của Hàn Lâm Viện, và ông bác sĩ Joseph Bergman, ông ấy là chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền Hàn Lâm Viện, ông ấy đã lên tiếng, ông ca ngợi bác sĩ Quế. Ông ấy nói là bác sĩ Quế là một cái nhân vật mà cái công trình tranh đấu của ông ấy đã được cả thế giới biết đến, và cái status, cái tình trị, cái giá trị của ông ấy được so sánh ngang hàng với là những cái nhà bác học nổi tiếng Andrei Sakharov của Nga. Và ông ấy nói rằng là khi tôi rất là cảm động khi ông ấy nói rằng là dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam nên hãnh diện có một người con như là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, thì tôi rất là cảm động và tôi rất hãnh diện. Tôi không biết nói gì, nhất là khi mà ông ấy chụp hình chung với lại chúng tôi, với gia đình trước hình của bác sĩ Quế, ông ấy đã bày tỏ cái sự quý mến của ông ấy. Ông ấy đã quỳ gối ở trước cái ấy, ông ấy quỳ khoanh lưng xuống, ông bảo để bày tỏ cái sự quý mến của ông đối với bác sĩ Quế. Và ông ấy luôn luôn so sánh bác sĩ Quế, ông ấy nói đó là một cái nhân vật, khi mà ông trả lời cái đài truyền hình ở bên đài phát thanh ở bên Cali, cũng như là bên Houston, cũng như là khi ông nói trước cái đại hội thường niên, ông ấy nói đây là một cái nhân vật, cái công trình tranh đấu của ông ấy là cả thế giới biết đến. Và khi mà ông ấy nhận cái giải thưởng này, nó như là nó xác nhận cái giá trị quốc tế, cái giá trị tranh đấu của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Thì tôi rất là một người anh, tôi rất là cảm động và vui mừng thấy rằng là cái công trình của bác sĩ Quế tranh đấu nó đã được mọi người biết đến, và nhất là được một cái tổ chức, một cái Hàn Lâm Viện nổi tiếng như là Lâm Viện Níu Ước họ đã công nhận. Và ngoài ra thì với tư cách là một người Việt Nam thì tôi cũng rất lấy làm hãnh diện, và tôi thấy rằng là khi mà tất cả mọi người người ta ca ngợi đến một cái công trình tranh đấu của một người Việt Nam, nhất là khi ông ấy nói rằng là tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam nên hãnh diện có một người con như bác sĩ Quế, thì tôi hết sức là cảm động. Thưa anh, thưa bác sĩ, một câu hỏi chót là thưa bác sĩ, cho đến giờ phút này bác sĩ Nguyễn Đăng Quế có biết rằng bác sĩ Quế đã vinh dự được một cái giải thưởng cao quý này hay không? Dạ, thưa tôi có nói trong cái bài mà cảm ơn đó là bác sĩ Quế bị biệt giam từ tháng 3 năm ngoái, và vì vậy bác sĩ Quế không biết gì về cái tin này. Nếu mà bác sĩ Quế biết được cái tin rằng là các cái đồng nghiệp của ông ấy, cũng như là rất nhiều các nhân vật trên thế giới, tất cả mọi người trên thế giới đã chia sẻ những cái xác quyết những cái vấn đề mà ông ấy tranh đấu cho, cũng như là công nhận cái công trình tranh đấu của ông ấy, thì ông sẽ rất là vui mừng và cảm động. So we're very pleased that the New York Academy of Science has recognized Dr. Quế for his efforts to promote freedom of expression in Vietnam.
We in the Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights also awarded Dr. Cui our award in 1995. And we can see that there's still a lot of work to be done given his current detention in Vietnam. And so we think together the two organizations will contribute to those already in the struggle and hopefully will contribute to his freedom. Tonight is, as my colleague said, it's a great celebration for us, and we should be happy about it at the Academy of Science, recognizing both the scientist and also the human rights activist. I think it's time for those who've been trying to silence him to stop. Enough is enough. Dr. Cui has been at the forefront of the struggle for freedom of speech and for human rights in Vietnam, and it is time for the Vietnamese government to understand that they have to let him free, so to lead the progress in human rights and to lead the fight to a real transition to democracy and the rule of law in Vietnam. The prize to Dr. Cui is a much deserved prize that he got, because he's been one of the most outspoken for the long, most time outspoken human rights activists inside Vietnam. Our organization has been trying to bring the case of Dr. Cui to the attention of the United Nations, where we have the consultative status, to allow monitors, independent monitors, to visit him and to visit also other prisoners of conscience in Vietnam. At the same time, also the European Parliament, there will be this winter the Sakharov Prize, which is awarded every year by the European Parliament. And some members of the European Parliament are considering Dr. Cui's nomination for this prize. So he has already got many awards for his continuous struggle for freedom of speech and promotion of a nonviolent movement to promote democracy in Vietnam. So we think he's really one of such figures that needs to be taken into strong consideration, especially by those governments and institutions which are rewarding the Vietnamese government with lots of money and aid programs, not only financial programs, but also just to aid the development of the country, which we believe should be really much more tied to a serious improvement of human rights and democracy. So the case of Dr. Cui, having him free in Vietnam, freedom to make his advocacy, would mean that Vietnam is certainly a freer and better country than it is today.